thua tỷ số là 51-52. Hai điểm tính dành cho Nguyễn Tiến Dương. Lại là Trevor Beckley đột phá, không có điểm. Nhưng Đại Thương làm gì? Đại Thương hai điểm tính cho Đại Thương và lỗi điểm của đội Buffalo đã chạy ra xin điểm hộ. Phan Anthony Phan làm gì? Phan Anthony Phan hai điểm tính cho Phan Anthony Phan. Vẫn là cầu thủ đội Buffalo. 6 giây. Trevor Beckley hai điểm tính cho Trevor Beckley và lỗi điểm. Dương rất thoáng lên tấn công 3 điểm. 3 điểm tính cho Đinh Tiến Công. Hà Nội Buffalo đang cần một cầu thủ cầm bóng biết bao. Đã có lỗi dành cho Huỳnh Tấn Đạt và dứt điểm trượt của cầu thủ hai đội. 3 điểm Nguyễn Thành Đạt. 3 điểm dành cho Nguyễn Thành Đạt. Nhà thờ Bách Khoa đang sơ đạo trở lại với những pha. Đặng Hưng 2 điểm tính cho Đặng Hưng, lỗi điểm. Đã phải phạm nhiều lỗi chạy bước. 3 điểm cho Ryan Arnold. 3 điểm thành công cho Ryan Arnold. Rất khó. Trevor Beckley, 2 điểm tính cho Trevor Beckley. 3 điểm. 3 điểm thành công cho Trevor Beckley. Lại là Nguyễn Phú Hoàng. Làm gì Nguyễn Phú Hoàng? Chuyền bóng rất tốt. 2 điểm tính dành cho Trevor Beckley. Gì Nguyễn Phú Hoàng? Ném 2 điểm chăng? Ném 2 điểm. Thành công Nguyễn Phú Hoàng.